Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chương trình tối nay thứ năm, ngày 31 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề để thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu điều hành phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mua đất dự án theo hình thức hợp đồng góp vốn xây nhà ở. Nhưng sau gần 15 năm, các hộ dân tại lô D thuộc dự án khu dân cư tiếp giáp khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh A của thành phố Hạ Long vẫn chưa được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. SEA Games 31 là cơ hội để tỉnh Quảng Ninh quảng bá, giới thiệu hình ảnh của địa phương với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần sớm phục hồi ngành du lịch. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương và theo đề nghị của các cơ quan liên quan, hôm nay tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề để thảo luận quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền đáp ứng yêu cầu điều hành phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp. Khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu rõ, tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét các tờ trình dự thảo nghị quyết, thảo luận quyết nghị việc sắp xếp, sáp nhập các thôn bản khu phố theo đề nghị của các địa phương trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tình hình mới theo chủ trương chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy. Đồng thời ban hành chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách chịu tác động do sắp xếp, sáp nhập thôn bản khu phố để chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn bản khu phố nhiệm kỳ tới, đảm bảo mục tiêu 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn bản khu phố theo phương châm dân tin, đảng cử. Ngoài ra, để tiếp tục đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó bổ sung Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí vào quy hoạch sau khi Thủ tướng Chính phủ điều chuyển về trực thuộc tỉnh Quảng Ninh quản lý trong năm 2021, nâng công suất giường bệnh của Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án nâng cấp mở rộng Bệnh viện Phổi Quảng Ninh, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm khám chữa bệnh về phổi, các bệnh đường hô hấp của khu vực và cả nước, được đầu tư đồng bộ hiện đại, thu hút được bác sĩ giỏi, nhân lực y tế chất lượng cao. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cải tạo mở rộng trường Cao đẳng Việt Hàn sau khi đã sáp nhập trường Cao đẳng Giao thông Cơ điện Quảng Ninh và trường Cao đẳng Việt Hàn theo hướng trở thành trường đào tạo nghề chất lượng cao, đồng thời quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Đồng chí yêu cầu các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, phát biểu, thảo luận có trọng tâm trọng điểm, dân chủ, thẳng thắn bày tỏ rõ quan điểm, chính kiến và quyết nghị thông qua các nghị quyết có tính khả thi cao. Trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày các tờ trình. Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư trình bày tờ trình về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022, tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022. Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh, tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án có sử dụng vốn ngân sách, tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Giám đốc Sở Tài chính trình bày tờ trình về bổ sung điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình bày tờ trình về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình đề nghị thông qua danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tờ trình về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên các thôn bản khu phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, tờ trình về chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản khu phố chịu tác động do sắp xếp, sáp nhập thôn bản khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025. Giám đốc Sở Y tế trình bày tờ trình về quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước do tỉnh Quảng Ninh quản lý. Các ban Kinh tế Ngân sách, Văn hóa Xã hội và Pháp chế cũng trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình trình tại kỳ họp. Trong hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để các đại biểu thảo luận tham gia ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp. Qua 14 ý kiến phát biểu, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc nghiên cứu kỹ càng và nghiêm túc các căn cứ pháp luật, chủ trương, định hướng của tỉnh
và có khảo sát thực tiễn để đề xuất các nội dung tham gia xây dựng nghị quyết để các cơ chế chính sách phát huy hiệu quả ngay khi được ban hành. Nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu liên quan tới tờ trình dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025, trong đó có việc đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi Quảng Ninh. Đây là chủ trương có ý nghĩa nhân văn rất lớn, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đồng thời thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đội ngũ lao động ngành than nói riêng và nhân dân Quảng Ninh nói chung. Công trình này càng ý nghĩa hơn khi được lựa chọn là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh vào năm 2023. Với chức năng chuyên sâu trong điều trị quản lý bệnh lao và các bệnh hô hấp khác, tuy nhiên thì đến nay thì hiện trạng đã có rất nhiều những hạng mục xuống cấp, gặp những khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân. Việc tỉnh có chủ trương đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng bệnh viện phổi đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến việc chăm sóc sức khỏe của cán bộ công nhân đã và đang làm trong ngành than nói riêng và nhân dân tỉnh Quảng Ninh nói chung. Gắn với đó là việc xây dựng nhà tang lễ phía đông của thành phố để đảm bảo thành phố giữ được tiêu chí đô thị loại 1. Do đó thì nhân dân rất mong mỏi đối với bệnh viện phổi sớm được đầu tư, nhất là thành bệnh viện công viên. Các đại biểu cũng đề nghị cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, vấn đề nguồn lực về con người cũng cần được quan tâm. Để có được một bệnh viện phổi như kỳ vọng thì song song với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thì vấn đề nhân lực của bệnh viện phổi cũng rất cần được quan tâm. Và cần quan tâm đến chính sách thu hút tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, quan tâm đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ thì mới có thể đảm bảo hiệu quả đầu tư. Và vì vậy tôi đề nghị là song song với quá trình đầu tư thì cần có phương án đảm bảo nhân lực để quản lý, vận hành, khai thác cơ sở vật chất, thiết bị hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu như kỳ vọng. Các đại biểu cũng bày tỏ sự đồng tình thống nhất cao với chủ trương đầu tư dự án xây dựng cải tạo mở rộng trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 sau khi đã sáp nhập trường Cao đẳng Giao thông Cơ điện Quảng Ninh theo hướng trở thành trường đào tạo nghề chất lượng cao. Trường sẽ được hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, phù hợp với nhu cầu giảng dạy và học tập, nâng cao chất lượng đào tạo. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành trường cao đẳng chất lượng cao có các ngành nghề trọng điểm quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành phố lân cận, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận. Theo mục tiêu phấn đấu thì sau sáp nhập sẽ có quy mô đào tạo và tuyển sinh 3.455 học sinh sinh viên trên năm, định hướng đến năm 2030 là hơn 7.300 học sinh sinh viên trên năm, hoàn thiện đủ các tiêu chí của trường cao đẳng chất lượng cao, có các ngành nghề trọng điểm cấp quốc gia, quốc tế và khu vực. Chính vì vậy, đề nghị quy mô đầu tư thì cần sát với định hướng phát triển của trường và phù hợp với nhu cầu sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả sau đầu tư. Đối với tờ trình về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn bản khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình thống nhất cao với nội dung trình kỳ họp. Hiện Quảng Ninh có tới 37,71% thôn bản khu phố chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy mô về số hộ gia đình theo quy định. Các địa phương đã tiến hành rà soát, sắp xếp các thôn bản khu phố, nhất là đối với các thôn bản khu phố có quy mô nhỏ, chưa đảm bảo tiêu chuẩn, để tinh gọn tổ chức và đồng bộ với việc triển khai công tác bầu cử trưởng thôn bản khu phố và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập và đổi tên, tỉnh Quảng Ninh có 1.452 thôn bản khu phố. Qua việc thực hiện chủ trương này sẽ góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư, tập trung được nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Một số đại biểu đề nghị tỉnh cũng kịp thời quan tâm hướng dẫn việc sắp xếp lại tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội ở thôn bản sau sắp nhập, tiếp tục quan tâm nâng cấp một số hạ tầng cơ sở để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Cùng với tờ trình này, tỉnh cũng rất kịp thời xem xét, nghiên cứu và ban hành chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản khu phố, chịu tác động do sắp xếp, sắp nhập thôn bản khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025. Song song với cái nghị quyết này thì tỉnh cũng đã kịp thời ban hành chính sách để hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách mà chịu tác động do sắp xếp sáp nhập ấy, thì qua nghiên cứu thì tôi thấy là cái mức hỗ trợ cũng như là cái đối tượng thì cũng tương đối là hợp lý rồi. Thế tuy nhiên ấy, thì cái đối tượng mà như đại biểu trước đã phát biểu ấy, là các chức danh bí thư trưởng thôn rồi trưởng ban công tác mặt trận tại các thôn bản nói chung cũng như là các cái thôn bản vừa sáp nhập nói riêng ấy, thì tôi nghĩ rằng là để khuyến khích động viên và cũng góp phần nâng cao cái tinh thần trách nhiệm trong quá trình hoạt động của các cái chức danh này thì tỉnh cũng cần quan tâm có cái chính sách
để mà động viên, và cũng cần có cái chính sách đào tạo bồi dưỡng các cái chức danh này để mà nâng cao cái hiệu quả hoạt động sau sáp nhập. Cũng qua thảo luận về tờ trình kéo dài thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022, các đại biểu đề nghị sẽ kéo dài tới 31 tháng 12 cho đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ngân sách cấp huyện, cấp xã và gắn trực tiếp với trách nhiệm bí thư cấp ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã đối với nội dung này. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng đã thẳng thắn trao đổi liên quan tới việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương, phân bổ và điều chỉnh dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2022, điều chỉnh bổ sung bãi bỏ một số loại phí lệ phí, danh mục các dự án công trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2022. Trước các vấn đề đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu tại kỳ họp, chủ tọa kỳ họp yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo địa phương, đơn vị liên quan đã báo cáo giải trình làm rõ. Cũng trong chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Thượng tá Bùi Quang Bình, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh do đã chuyển công tác sang địa phương khác. Đồng thời tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư do đã điều động, phân công đảm nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành. Sau một ngày làm việc khoa học, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 theo quy định của pháp luật. 100% các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất cao và biểu quyết thông qua 14 nghị quyết. Ngoài các nghị quyết liên quan tới công tác nhân sự, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua các nghị quyết, gồm nghị quyết về bổ sung điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022, nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022, nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí tại nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 7 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết về việc thông qua danh mục điều chỉnh các dự án công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2022. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết về ban hành giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do tỉnh Quảng Ninh quản lý. Nghị quyết về việc thành lập, sáp nhập và đổi tên các thôn bản khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản khu phố chịu tác động do sắp xếp, sáp nhập thôn bản khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp chuyên đề được tổ chức đúng vào thời điểm kết thúc quý 1 để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022 đã đề ra, nhất là thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm, chỉ tiêu tăng trưởng GDP trên 10%, thu hút FDI 6 tháng đầu năm khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, thu hút khoảng 10 triệu lượt khách du lịch, có 4 địa phương cấp huyện và tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phía trước, khối lượng công việc còn quá lớn và đòi hỏi chất lượng, tiến độ rất khắt khe, nhất là trong khâu điều hành, tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp, các ngành địa phương. Đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời và sâu sát cụ thể từ tỉnh tới cơ sở, tích cực chủ động có các phương án, biện pháp phù hợp, linh hoạt sáng tạo trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, vừa thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số. Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh, nhưng cũng không hoang mang, lo sợ, thiếu niềm tin trong phòng chống dịch và thực hiện mục tiêu kép. Khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Kế hoạch tổng thể chăm sóc sức khỏe, y tế toàn dân hậu COVID-19 gắn với đề án nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng và y tế điều trị, chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nói đi đôi với làm, quyết liệt trong hành động, làm đến cùng, dứt điểm và có kết quả, hiệu quả đo lường được.
phân công rõ người, rõ việc, rõ yêu cầu khối lượng, chất lượng và tiến độ, gắn với chú trọng công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành, cơ quan trong giải quyết những vướng mắc liên quan tới giải phóng mặt bằng, đất san lấp, đường vận tải. Quan tâm hơn nữa tới cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể, các dự án động lực ngoài ngân sách, chú trọng đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số toàn diện. Đẩy nhanh tiến độ nâng cao tỷ lệ hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách, gắn trách nhiệm người đứng đầu ở các cấp ngân sách, các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, hoàn thành các dự án động lực, hoàn thiện thủ tục và phân bổ dứt điểm các nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trong tháng 4 năm 2022, đặc biệt là nguồn vốn của các địa phương, nguồn vốn của lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, nông thôn mới, đề án 06. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sát sao, khoa học các chủ đầu tư, cơ quan quản lý tuân thủ quy định pháp luật, tiến độ và khối lượng cam kết, kiên quyết xử lý tất cả những trường hợp vi phạm theo quy định. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mở cửa, thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh năm 2022 trong mùa hè và cơ hội từ sự kiện tổ chức 7 môn thi đấu trong SEA Games 31, lễ hội Carnival Hạ Long. Đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 5 năm 2022. Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm hiệu quả đất đai và các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên. Tiếp tục chăm lo đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội, khẩn trương triển khai đề án phát triển nhà ở công nhân, lao động ngành than, khu công nghiệp, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng về làm việc sinh sống tại Quảng Ninh, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia trên biển, rà soát, giải quyết thấu đáo, dứt điểm các kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhất là các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan, chất vấn và trả lời chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sáng nay, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Dự hội nghị tại đầu cầu Quảng Ninh có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Thực hiện quy chế phối hợp, 4 cơ quan đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiệm vụ nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Với tinh thần trách nhiệm cao, thượng tôn pháp luật và đúng quy định của Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực yêu cầu: trên cơ sở những kết quả đạt được trong thời gian qua, 4 cơ quan cần phải tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu và đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Chỉ đạo Trung ương về chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Xây dựng và hoàn thiện đề án nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực hoạt động dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong tổ chức thi hành pháp luật, chủ động phối hợp dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các vấn đề phức tạp nổi lên ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, tổ chức tấn công chấn áp hiệu quả các loại tội phạm, giải quyết cơ bản tình trạng tập trung khiếu kiện đông người, không để phát sinh điểm nóng, bị động bất ngờ, không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá. Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, thông tin về kết quả công tác điều tra xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, xử lý cán bộ đảng viên vi phạm, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chiều nay tại thành phố Uông Bí, Trường Đại học Hạ Long và Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Jinko Solar Việt Nam thuộc khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên đã ký thỏa thuận hợp tác tiếp nhận sinh viên Đại học Hạ Long và thực tập trong tháng 4 và tháng 6 hàng năm, với số lượng tối đa là 30 sinh viên tại các chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, môi trường, công nghệ thông tin, sư phạm, văn hóa và du lịch. Sau thời gian thực tập, công ty có thể sẽ ký kết hợp đồng lao động chính thức với sinh viên thực tập dựa trên kết quả đánh giá của thực tập sinh và nhu cầu thực tế về lao động. Ngoài ra thì công ty sẽ cử chuyên gia đến Đại học Hạ Long để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên ở những lĩnh vực công ty có thế mạnh, triển khai các dự án, chương trình, hội thảo về các vấn đề việc làm của sinh viên. Mua đất dự án theo hình thức hợp đồng góp vốn xây nhà ở tại lô D thuộc khu dân cư tiếp giáp với khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh A của thành phố Hạ Long. Nhưng mà sau gần 15 năm thì các hộ dân tại đây vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này không chỉ gây ra những khó khăn trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng hợp pháp của chủ các lô đất. Trước phản ánh của người dân thì hiện chủ đầu tư dự án là chi nhánh công ty cổ phần xây dựng công trình 507 tại Quảng Ninh đang nỗ lực phối hợp với chính các cấp có thẩm quyền để sớm hoàn thiện các thủ tục làm sổ đỏ
bàn giao cho người dân. Theo phản ánh của người dân, dự án khu dân cư tiếp giáp khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh A do công ty cổ phần xây dựng công trình 507 làm chủ đầu tư được triển khai cách đây gần 15 năm, gồm 4 lô đất được đánh thứ tự A, B, C và D. Tuy nhiên hiện nay, 56 hộ dân thuộc lô D dù đã đóng đầy đủ các khoản tài chính theo hợp đồng nhưng vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có sổ đỏ, đồng nghĩa với việc các hộ dân không có quyền định đoạt đối với tài sản của mình. Kéo theo đó là vô vàn các khó khăn khác trong cuộc sống. Hiện tại đây là chúng tôi là thuộc của phường Cao Xanh nhưng chúng tôi lại không có phường Cao Xanh quản lý, bởi vì bây giờ người ta bảo là bây giờ đã có tổ dân đâu, ở đây chúng tôi không có tổ dân. Tôi sẽ đề nghị là từ trên 507 cho đến cơ quan của tỉnh liên quan đến đây này kịp thời nhanh chóng làm rõ đỏ cho tôi. Nếu chúng tôi còn cái gì vướng chúng tôi thì cho chúng tôi văn bản với tôi làm tiếp cho nó đầy đủ. Còn nếu chúng tôi đầy đủ rồi thì đề nghị với anh cấp ngay sổ đỏ cho chúng tôi. Theo đại diện chi nhánh công ty cổ phần xây dựng công trình 507 tại Quảng Ninh, đơn vị đã hoàn thành các việc nộp tiền sử dụng đất theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh vào năm 2011. Tuy nhiên, theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ vào năm 2014, đơn vị đang chờ tỉnh phê duyệt lại giá sử dụng đất để hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước. Hiện nay thì đơn vị đang cố gắng hết mức để mà làm những cái sổ đã có bị tổng rồi thì đang làm sổ cho dân của các dự án đó. Thì đang cố gắng làm, còn riêng vào một số cái bãi dự án đang vướng mắc chờ tính lại giá đất thì mong các sở ban ngành và tỉnh Quảng Ninh sớm phê duyệt cái giá đất để cho đơn vị có cơ sở làm cho dân. Đại diện chi nhánh công ty cổ phần xây dựng công trình 507 tại Quảng Ninh cũng cam kết sau khi tỉnh phê duyệt lại giá thu tiền sử dụng đất, nếu tăng số tiền phải nộp thì đơn vị sẽ thực hiện theo đúng quyết định của tỉnh để sớm hoàn thiện các thủ tục làm sổ đỏ để bàn giao cho người dân. Hiện giá xăng dầu trên thị trường luôn ở mức cao, như giá xăng tiến sát mốc 30.000 đồng mỗi lít. Xăng dầu là nguyên liệu tác động trực tiếp tới nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động kinh doanh vận tải. Chính vì vậy mà khi giá xăng dầu tăng cao thì đã ảnh hưởng rất nhiều tới chi phí, khiến cho người dân và doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Theo các doanh nghiệp tàu du lịch phục vụ khách tham quan trên Vịnh Hạ Long, nhiên liệu chiếm trên 40% chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, từ giữa tháng 12 năm 2021 đến nay, giá xăng dầu đã tăng 7 lần liên tiếp, mỗi lần điều chỉnh giảm nhưng không đáng kể. So với đầu năm 2022, giá xăng dầu đã tăng hơn 30%. Tuy nhiên, để góp phần kích cầu phục hồi thị trường du lịch, giá cước chưa thể tăng. Khi khai thác về lượng khách rất là ít, nên là tất cả chủ tàu cũng chúng tôi là phải bỏ tiền túi ra bù lỗ. Cũng rất mong tỉnh và chính phủ có chính sách bình ổn cái giá dầu. Vận tải được xem là khâu trung gian trong chuỗi sản xuất kinh doanh. Giá xăng dầu tăng cao sẽ làm chi phí đầu vào tăng cao, khiến các dịch vụ, phí, cước vận tải cũng như giá cả thực phẩm tăng theo, gây khó khăn cho doanh nghiệp và đời sống người dân. Giá xăng dầu tăng thì cước thì không tăng ngay được, thì cực kỳ là khó khăn. Và mỗi ngày xưa mỗi chuyến đi ra biển thì là vào để mất 2 triệu đồng dầu. Bây giờ đi ra thì mất 4 triệu là gấp đôi, mà bán thì đắt quá thì người dân thì người ta không mua. Cùng với việc tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu, người dân và doanh nghiệp đang kỳ vọng ngày 1 tháng 4 giá xăng dầu sẽ giảm sau khi đề xuất giảm thuế với xăng dầu của chính phủ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thông qua. Được chọn là nơi diễn ra 7 môn thi đấu của SEA Games 31, Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khoảng 15.000 đại biểu, vận động viên, cổ động viên và khách du lịch trong thời gian diễn ra SEA Games. Xác định đây không chỉ là sự kiện thể thao đơn thuần mà sẽ là điều kiện và là cơ hội rất tốt để quảng bá, giới thiệu hình ảnh của địa phương với bạn bè trong nước và quốc tế. Tỉnh Quảng Ninh đang chuẩn bị hoàn tất các điều kiện tốt nhất, đảm bảo ăn, nghỉ, thi đấu, phục vụ các đại biểu, vận động viên và du khách tham dự SEA Games. Tại khách sạn 5 sao FLC Grand Hạ Long, nơi được lựa chọn là cơ sở lưu trú cho các đại biểu và vận động viên tham dự SEA Games 31, đang triển khai hoạt động chuẩn bị đón khách. Công tác phòng chống dịch được đơn vị triển khai nghiêm ngặt ngay từ cửa ra vào. 100% cán bộ nhân viên đã được tiêm 3 mũi vaccine phòng chống dịch COVID-19. Đây cũng là một trong những cơ sở được dán nhãn đánh giá mức độ an toàn về phòng chống dịch.
đơn vị đã bố trí 649 phòng, đáp ứng nhu cầu của 1.500 khách. Ngoài việc đảm bảo các điều kiện ăn nghỉ, đơn vị còn chuẩn bị tốt các dịch vụ giải trí cho vận động viên cũng như khách du lịch. Đầu tiên thì chúng tôi cảm thấy là rất vinh dự khi được lựa chọn là một trong những cơ sở lưu trú phục vụ sự kiện SEA Games 31. Và chúng tôi thì có các phòng riêng biệt và sẵn sàng cho vận động viên, các quầy check-in riêng biệt, các nhà hàng cũng ở các vị trí khác nhau, nên là các vận động viên sẽ có các bữa ăn lành mạnh và an toàn. Cùng với việc đảm bảo các điều kiện ăn nghỉ, nơi diễn ra các môn thi đấu cũng đang khẩn trương gấp rút hoàn tất các hạng mục công trình phân việc để đáp ứng tốt nhất trong thời gian diễn ra SEA Games. Đồng thời, các hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí bên lề đại hội cũng được các đơn vị lên kế hoạch thực hiện. Toàn tỉnh Quảng Ninh là 7 môn thì chúng tôi có 3 môn, trong đó có bóng ném bãi biển, bóng chuyền bãi biển và 3 môn phối hợp là bơi, chạy bộ và đạp xe. Thì chúng tôi phải chuẩn bị 2 sân bóng ném bãi biển và 2 sân bóng chuyền bãi biển. Số lượng cát mà chúng tôi phải phun để bồi đắp cho 4 sân là tổng số là 20.000 mét khối cát thì chúng tôi đã hoàn thiện xong. Chúng tôi dự kiến là toàn bộ các cái khối lượng công việc từ trang sắm, làm khán đài, rồi mua sắm các cái dụng cụ trang thiết bị thì sẽ hoàn thành trước 15 tháng 4. Thế còn ngoài ra các cái hoạt động bên lề như là hội chợ ẩm thực, tái khởi động lại dịch vụ bay trực thăng, dịch vụ thủy phi cơ và tham quan vịnh Hạ Long bằng các cái du thuyền. Hiện Quảng Ninh đã bố trí sắp xếp địa điểm ăn ngủ nghỉ cho ban tổ chức và các huấn luyện viên, vận động viên với trên 3.000 phòng nghỉ ở tất cả các địa điểm tổ chức. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và chất lượng các dịch vụ, điều kiện thi đấu được tích cực triển khai. Đây được coi là điều kiện, cơ hội tốt nhất để phục hồi phát triển du lịch sau khi mở cửa trở lại. Trong thời gian diễn ra cái SEA Games 31 ấy, thì chúng tôi cũng có dự tính rằng là cỡ khoảng từ 10 đến 15.000 các cái vận động viên rồi các cái cổ động viên đi theo những cái đoàn vận động viên của nước bạn. Và vì vậy thì chúng tôi cũng đã có những cái chỉ đạo các cái cơ sở lưu trú, những khu vui chơi giải trí tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất rồi liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực con người. Mà sự kiện SEA Games 31 này, chúng tôi cho rằng là một cơ hội rất lớn để chúng ta vừa là quảng bá, giới thiệu du lịch Việt Nam chúng ta sau một cái thời gian mà chúng ta bị đình trệ về cái Covid-19. Và cũng là cơ hội rất lớn để chúng ta khai thác những cái dòng khách, nó có cái lượng khách lớn đầu tiên khi đến Việt Nam, Quảng Ninh chúng ta. Chỉ còn hơn một tháng nữa là sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á sẽ chính thức được diễn ra. Cùng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh, việc chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các điều kiện ăn nghỉ, thi đấu và vui chơi giải trí một cách tốt nhất sẽ phát huy hiệu quả lợi thế của các hoạt động thể thao trong quảng bá phát triển du lịch nói riêng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung. Trong ngày hôm nay, tỉnh Quảng Ninh được Bộ Y tế ghi nhận 2.509 ca mắc COVID-19, trong đó 2.269 ca cộng đồng, 240 ca đã quản lý cách ly. Toàn bộ 13 địa phương trong tỉnh thì đều đã ghi nhận ca mắc. Số ca phát hiện qua sàng lọc test nhanh là 2.444 ca và được phát hiện thông qua real-time PCR là 65 ca. Ngành y tế khuyến cáo các F0 không tự ý mua và không tự ý sử dụng thuốc điều trị COVID-19 mà không có hướng dẫn của các bác sĩ. Vì việc này là tiềm ẩn nguy cơ rất cao, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Đối với những trường hợp F0 thì cần phải nhanh chóng khai báo cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch, cơ quan y tế địa phương để được giám sát hướng dẫn cách ly, điều trị phù hợp và kịp thời, không chủ quan lơ là, che giấu tình trạng bệnh. Với số lượng lớn F0 đang điều trị tại nhà thì công tác quản lý và xử lý rác thải của F0 cần phải được chú trọng để tránh gây lây nhiễm chéo và ô nhiễm môi trường. Chiều nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi. Tại Quảng Ninh thì tất cả các đơn vị y tế trong toàn tỉnh đều tham gia hội nghị. Hội nghị cung cấp các thông tin liên quan đến quy trình tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Điểm giống và khác so với tiêm chủng cho người từ 12 cho đến 17 tuổi và trên 18 tuổi, loại vaccine được sử dụng, lưu lượng, quy trình khám sàng lọc cũng như là xử trí các phản ứng sau tiêm. Sau hội nghị này, Sở Y tế Quảng Ninh tiếp tục tổ chức tập huấn tới các đơn vị trong tỉnh, cung cấp các thông tin chi tiết, giải đáp các vấn đề trong quy trình tiêm chủng cho trẻ từ 5 cho đến 11 tuổi. Sáng nay, gần 2,3 triệu con giống cá, tôm các loại đã được Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với thành phố Cẩm Phả thả về nguồn nước tự nhiên tại khu vực bãi tắm Bãi Từ Long TTP của phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả.
Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam, mùng 1 tháng 4 năm 1959, mùng 1 tháng 4 năm 2022. Những năm gần đây thì tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư lớn cho công tác bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản. Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã thả trên dưới 10 triệu con giống tôm cá các loại về tự nhiên. Và riêng trong năm 2022 này, kế hoạch đặt ra là thả khoảng 3 triệu con giống thủy sản các loại, cao hơn năm 2021 là 30%. Đến thời điểm này thì các đơn vị địa phương trong tỉnh đã thả gần 3,5 triệu con. Dự kiến là đến hết tháng 4 sẽ có thêm 1 triệu giống thủy sản về với môi trường nước tự nhiên, vượt cao so với kế hoạch đề ra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Hạ Long đã bắt được đối tượng lừa đảo ép trẻ em đập con lợn đất tiết kiệm tiền để chiếm đoạt tài sản tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long. Trước đó vào chiều ngày 28 tháng 3, theo hình ảnh camera an ninh trên địa bàn phường Hùng Thắng, một phụ nữ khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1m60, dáng người to béo đi xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius RC, màu sơn đỏ đen, bấm chuông cửa của một nhà dân và yêu cầu cháu nhỏ trong nhà thanh toán tiền mua thuốc cho mẹ. Cháu bé nói là không có tiền. Người phụ nữ này đã quát mắng và giả vờ gọi điện thoại cho mẹ cháu, yêu cầu lấy con lợn đất tiết kiệm xuống đập ra để lấy tiền trả. Do hoảng sợ nên là cháu bé đã làm theo lời và đưa cho người phụ nữ này khoảng 14 triệu đồng. Đây là phương thức thủ đoạn mới, các đối tượng lợi dụng việc các cháu nhỏ ở nhà một mình, không có người quản lý để lừa đảo. Hiện cơ quan công an thành phố Hạ Long đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, đồng thời cảnh báo người dân do tình hình dịch bệnh, nếu bắt buộc phải để trẻ em ở nhà một mình thì cần phải cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này. Chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.